Lập đoàn thanh tra vụ cô gái khoe được tiêm vaccine Pfizer do xin ông anh. Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lập đoàn thanh tra vụ cô gái khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer do xin ông anh. Chiều mùng 8 tháng 9, trả lời Vietnamnet, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, quận đã lập đoàn thanh tra để làm rõ vụ cô gái ở phường An Phú khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer do xin ông anh. Ông Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, thanh tra của quận sẽ làm rõ mối quan hệ giữa người được tiêm và người cho tiêm. Trong đó, xem có hay không chuyện lạm dụng đưa người không đúng đối tượng vào danh sách tiêm, cũng như việc thẩm định danh sách người tiêm vaccine có đúng quy định. Quận sẽ xem xét mối quan hệ thân nhân, việc cho tiêm vaccine như vậy có lạm dụng hay không, cũng như xem xét đến chuyện có lấy tiền để được tiêm hay không, rất nhiều nội dung để kiểm tra. Nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý đúng quy định, ông Ánh nói. Trước đó, nhiều người bất ngờ khi thấy Facebook LH đăng nội dung đã đủ 2 mũi vững tâm, kèm theo đó là hình chụp giấy xác nhận đã tiêm vaccine Pfizer. Dưới bình luận, cô gái này còn viết: em xin người ta, tôi xin ông anh nè, khi có người đặt hỏi sao được tiêm vaccine Pfizer. Cô gái nói trên là LTCH, 26 tuổi, ngụ tại phường An Phú. H tiêm vaccine mũi 1 vào ngày 11 tháng 8, mũi 2 vào hôm mùng 6 tháng 9, do Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều thực hiện. Sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo quận Ninh Kiều yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường An Phú báo cáo và được giải thích, cô gái này là người thân, ở cạnh nhà một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nên có trong danh sách tiêm vaccine. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân quận chưa chấp nhận với báo cáo này nên yêu cầu phường làm rõ mối quan hệ nhân thân này. Nếu đúng là người thân trong nhà, thường xuyên tiếp xúc thì thôi, còn nếu sai phạm thì xử lý, ông Ánh nói và cho biết. Đây là danh sách người thân của một cán bộ cấp phường nên chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.